Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, cư dân mạng đang xôn xao truy lùng danh tính một người hùng đã bất chấp trời lạnh giá, mặc nguyên quần áo rét nhảy xuống cứ một nữ tài xế lái ô tô, không hiểu vì lý do gì đã điều khiển xe lao thẳng xuống giữa dòng sông ở Thái Bình. Người đàn ông này sau đó nhanh chóng lên xe máy và vội vàng rời đi. Trước kiến sự việc, một người dân đã quay clip và nhờ cộng đồng mạng truy tìm danh tính người hùng này. Người chứng kiến sự việc là anh Nguyễn Hải Anh ở Thái Bình cho biết, vụ việc xảy ra lúc 11 giờ trưa ngày 29 tháng 1 trên đường quốc lộ 21, đoạn đi qua cầu Các Già, thuộc xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Anh Hải Anh kể, tại đây có một người phụ nữ điều khiển xe ô tô không hiểu vì lý do gì mà lao thẳng xuống giữa dòng sông. Có một người thấy vậy đã lao xuống cứu nhưng cửa ô tô không mở ra được. Nước lạnh quá nên người này đã phải quay lên bờ đúng lúc đó có hai bố con đi xe máy tới thấy có người cần cứu dưới sông nên ông bố chỉ kịp vứt bỏ áo khoác rồi nhảy xuống và cứu được nữ tài xế khi người đàn ông và nữ tài xế lên bờ nữ tài xế hoảng loạn chỉ kịp nói lời cảm ơn mọi người và không ngừng khóc còn người đàn ông bất chấp trời lạnh giá mặc nguyên quần áo ướt vội vàng lên xe máy rời đi người dân hỏi thì anh chỉ kịp để lại thông tin là người ở xã nam cường khi mới xảy ra vụ việc, mọi người tập trung cứu người nên không ai kịp quay lại clip. Sau khi tất cả lên bờ an toàn, anh Hải Anh mới lấy điện thoại ra ghi hình vụ việc. Đoạn clip ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Nhiều người chúc mừng nữ tài xế may mắn thoát nạn, và phần lớn cộng đồng mạng bày tỏ sự cảm kích người đàn ông đã dũng cảm nhảy xuống sông kịp thời cứu người may được bố con chú bộ đội nhảy xuống cứu giúp trời lạnh mà rơi xuống sông như thế hãi quá chị ấy thật may mắn người hùng cứu người một hành động đáng kính một nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng cảm ơn anh thật nhiều sắp tết rồi gặp họa mà không sao cả của đi thay người là may rồi có phúc lắm mới được cứu kịp thời như vậy thả tim cho người anh hùng thái bình hôm nay ngay sau những dòng bình luận, dân mạng sụp sôi truy tìm danh tính người đàn ông dũng cảm nhảy sông cứu người giữa tiết trời rét buốt. Danh tính người hùng này sau đó được xác định là ông Hoàng Ngọc Lương, chú tại thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Khi biết mình đang bị cộng đồng mạng truy tìm vì đã rời hiện trường quá nhanh chóng, ông Lương chia sẻ, khi cứu được rồi thì mọi người tập trung sơ cứu cho nữ tài xế, còn bố con ông cũng rét lắm, chẳng kịp nói gì nữa. Kể lại sự việc ông Lương cho biết thêm, trưa 29 tháng 1, con trai ông được xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Lương đang trên đường đón con trai từ huyện đội về qua cầu Cát Già thì thấy ô tô con đang chìm dưới sông. Lúc này người dân bảo có người bên trong xe nên ông vội vàng lột áo khoác bên ngoài nhảy xuống sông cứu người. Khi ông Lương bơi ra tới chiếc ô tô, cửa kính xe hé mở, ông lặn xuống túm được gáy người phụ nữ, lôi ra ngoài rồi bơi vào bờ. Theo ông Lương, thời điểm ông đưa người phụ nữ ra khỏi ô tô thấy bất tỉnh. Sau đó ông đưa vào bờ vài phút, nữ tài xế tỉnh lại, bật khóc và nói lời cảm ơn ông. Lúc tiếp cận nạn nhân, may mắn cửa kính ô tô hạ được một nửa, nếu không ông Lương khó có thể phá được kính. Ông Lương cũng nhận định, phá kính dưới nước rất khó vì không có lực, chắc nữ tài xế biết kỹ năng thoát hiểm nên mới hạ được kính nhanh như vậy. Ông bảo, ngày trước đi học ông hay tìm hiểu về kỹ năng cứu người đuối nước nên ông cũng biết cách sau khi đưa nữ tài xế lên bờ an toàn, ông Lương cùng con trai di chuyển về nhà cách đó 10 km để thay đồ. Ông Lương chia sẻ do quần áo ngấm nước, ông cũng thấy lạnh run, về nhà phải sửa rất lâu mới ấm lại được. Tuy vậy ông Lương vẫn khẳng định mặc dù nước rất lạnh nhưng nếu còn người, ông sẽ vẫn quay lại cứu tiếp. Dù trời lạnh bên ngoài nhưng trong lòng ông lại ấm vì đã cứu được người. Ông cảm thấy rất vui khi đã cứu được một người. Thưa quý vị, trước đó trên cả nước cũng đã xảy ra loạt vụ việc xe ô tô chìm sông và được lực lượng chức năng, người dân tại hiện trường giải cứu thành công. Cụ thể ngày 28 tháng 8 năm 2023, một người đàn ông điều khiển xe ô tô bị mất lái lao xuống sông Đồng Nai cũng đã may mắn được người dân làm nghề đánh bắt cá trên sông giải cứu an toàn. Cụ thể lúc 16 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2023, một ô tô du lịch đang lưu thông trên đường bờ kè sông Đồng Nai khi đến đoạn gần cầu Rạch Tre thuộc phường Uyên Hưng thuộc thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương thì bất ngờ mất lái, xe tông sập lan can và lao xuống sông Đồng Nai. Phát hiện vụ việc, một số người dân đánh bắt cá dưới sông đã có mặt tại hiện trường giải cứu và đưa tài xế lên gây an toàn. Trong khi đó, ô tô đã chìm xuống sông. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Tân Uyên đã có mặt tại hiện trường. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt, đưa ô tô gặp nạn từ dưới sông lên bờ. Trước đó, tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một tai nạn hy hữu. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 7, chiếc ô tô 4 chỗ đang dừng bên đường, bất ngờ bị ô tô tải lưu thông cùng chiều từ phía sau ủi bay xuống lòng kênh. Chiếc xe con nhanh chóng chìm xuống lòng kênh sâu khoảng gần 2 mét, tài xế bị mắc kẹt bên trong. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng lao xuống kênh, đập vỡ kính xe, mở cửa đưa tài xế ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ việc được xác định là xe tải cố tránh chứa ngại vật xuất hiện đột ngột dẫn tới va chạm mạnh, dẫn đến ủi ô tô rơi xuống kênh. Sau đó, chiếc xe con được cẩu lên bờ trong trạng thái hư hỏng khá nặng. Còn tại Nam Định vào lúc 15 giờ 58 phút ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Nghĩa Hưng, thành phố Nam Định, nơi có tín hiệu đèn giao thông cũng đã xảy ra một vụ tai nạn. Nữ tài xế điều khiển xe ô tô nằm chỗ màu đen khi đi qua nút giao đã không làm chủ được tốc độ khiến xe lao thẳng xuống sông. Nhiều người dân trên bờ chứng kiến sự việc không ngần ngại nhảy xuống cứu người. Anh Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1994 Nam Định, người có mặt tại hiện trường kể lại. Khi anh đang đứng trên vỉa hè thì nghe thấy tiếng máy xe ô tô gần lên to bất thường. ngẩng lên thì thấy chiếc xe ô tô màu đen vượt đèn đỏ lao thẳng xuống sông. Thấy xe ô tô mất lái, khoảng 5-6 người đang ở gần bờ sông đã nhanh chóng nhảy xuống hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ. Trong xe có 3 người, một nữ tài xế, một người đàn ông và một thiếu niên. Trong phút hoảng loạn, người phụ nữ nói trong xe có một cháu bé. Một người dân loay hoay tìm cách đập vỡ cửa kính, thật may cháu bé đã thoát ra ngoài và bơi vào bờ. Rất nhanh chóng, người dân hỗ trợ đưa những người trong xe ô tô lên bờ an toàn. Khi lên bờ, nữ tài xế mặc bộ đồ màu đỏ dù rất hoảng sợ nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Đoạn clip ghi lại vụ việc cứu người đã được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Không phí tiền mạng khi được xem những clip như này, tình người thật sự đáng trân quý qua đây cũng động viên chị gái, cũng may ô tô lao xuống sông và không ai bị làm sao, chứ nếu chị lao vào những người đi đường kia thì không dám hình dung hậu quả. Thật may mắn cho các nạn nhân khi gặp được những người tốt bụng, thông minh, can đảm. May cho chị tài xế, chứ nếu tai nạn xảy ra vào ban đêm thì không biết hậu quả như thế nào nữa. Cảm ơn những người dân nhiệt tình cứu giúp Vâng thưa quý vị, cùng với câu chuyện về người hùng ở Thái Bình đã bất chấp thời tiết giá rét nhảy sông cứu nữ tài xế ô tô đang chìm vừa xảy ra ở Thái Bình và những vụ việc mà chúng tôi điểm lại cũng chính là những câu chuyện truyền cảm hứng về lòng tốt, luôn sẵn sàng cứu giúp người gặp hoạn nạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào của người dân Việt Nam. Tuy nhiên thông qua vụ việc, hy vọng rằng mỗi người sẽ nâng cao hơn nữa ý thức tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã khép lại xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại